nếu không phải chúng ta thì là ai? Nếu không phải bây giờ thì là bao giờ? Nếu không phải ở đây thì ở đâu? Chúng ta có thể chấm dứt sự điên rồ ấy ngay tại đây. Lời phát biểu của ông Jeff Sano, trưởng đoàn đàm phán Philippines tham dự hội nghị công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP19. Bằng câu chuyện thực tế đang diễn ra tại Philippines, ông Jeff Sano đã kêu gọi hành động khẩn cấp để ngăn chặn một cơn bão tàn khốc khác có thể ập tới bất cứ quốc gia nào trên thế giới, giống như siêu bão Haiyan ập vào quốc đảo Philippines của ông trước đó vài ngày. Với ai vẫn còn phủ nhận thực tế rằng đó là biến đổi khí hậu, tôi xin thách người đó bước ra khỏi tháp ngà của mình, rời khỏi chiếc ghế bành êm ấm. Tôi thách người đó dám đến ở các đảo ở Thái Bình Dương, ở Ấn Độ Dương, và nhìn mực nước biển đang dâng lên, đến những vùng đồi núi ở Himalaya và Andes, để nhìn các cộng đồng người đang đương đầu với lũ lụt do băng tan, đến vùng Bắc Cực, nơi các cộng đồng cố bấu víu vào các đỉnh băng đang bị thu hẹp nhanh chóng, đến các vùng đồng bằng rộng lớn, vùng sông Hằng, Amazon, sông Nin, nơi sinh kế và sinh mạng con người đang bị nhấn chìm, tới đồi núi vùng Trung Mỹ, nơi đang phải đối mặt với những cơn bão hung dữ tương tự, tới những đồng cỏ khô châu Phi, nơi biến đổi khí hậu cũng đang trở thành vấn đề sống còn khi thực phẩm và nước trở nên khan hiếm. Cũng xin đừng quên những trận bão lớn ở vịnh Mexico và duyên hải miền Đông Bắc Mỹ. Và nếu như thế vẫn chưa đủ, người đó có lẽ nên đến thăm Philippines luôn bây giờ. Đến giờ này, tôi đau khổ khi chờ tin về tính mệnh của người thân tôi. Điều tiếp cho tôi thêm sức mạnh và sự an ủi là khi em trai tôi liên lạc được với chúng tôi để báo là cậu đã sống sót sau đợt tấn công dữ dội. Hai ngày qua, cậu đã thu thi thể người bằng đôi bàn tay của mình. Cậu ấy đói và kiệt sức vì thực phẩm chưa thể đến được với những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chúng tôi kêu gọi COP hãy theo đuổi việc này cho đến khi có kết quả ý nghĩa nhất, cho đến khi đạt được những cam kết vững chắc nhằm đảm bảo việc huy động các nguồn lực cho quỹ khí hậu xanh, cho đến khi hoàn thành lời hứa thành lập một cơ chế về tổn thất và thiệt hại, cho đến khi đảm bảo có tài chính cho việc áp dụng cơ chế đó, cho đến khi có các lộ trình cụ thể nhằm đạt được con số 100 tỷ đô la đã cam kết từ trước, cho đến khi chúng ta nhìn thấy tham vọng thực sự với việc bình ổn khí nhà kính, chúng ta phải chi tiêu tiền vào đúng nơi, đúng chỗ. Hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 19 năm 2013 được tổ chức tại Warsaw, Ba Lan. Đây là hoạt động thường niên để các quốc gia trên thế giới đàm phán về các chính sách, các cơ chế thích ứng giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu. Tại COP19 này, các nhà bảo vệ môi trường đã lấy ngay trường hợp siêu bão Haiyan để làm bằng chứng cho những hậu quả của việc trì hoãn các hành động chống biến đổi khí hậu. Một cơ chế cho những thiệt hại phải được thông qua, bao gồm những yếu tố cần thiết như việc quản lý rủi ro, đánh giá thiệt hại, cung cấp các khoản bồi thường cho những quốc gia chịu thiệt hại do biến đổi khí hậu. Chúng tôi cũng muốn mọi chuyện rõ ràng hơn, những con số cụ thể, những cam kết tài chính và cách thức thực hiện. Ông Sano cùng các thành viên phái đoàn Philippines đã tuyên bố tuyệt thực trong quá trình diễn ra hội nghị cho đến khi đạt được những bước tiến có ý nghĩa. 30 đại biểu đến từ nhiều quốc gia khác cũng đã tuyên bố tuyệt thực như một hành động sẻ chia tinh thần trước thảm họa thiên tai mà đất nước Philippines đang phải hứng chịu. Đây là điều tôi tự nguyện làm và cũng là trách nhiệm của tôi, và chúng tôi sẽ cùng làm trong suốt 2 tuần diễn ra hội nghị. Ngay trong lúc này, những người dân Philippines đang phải sống trong địa ngục với những xác chết xung quanh sau khi bão Haiyan càn quét qua.
200 km của thành phố du lịch với 220.000 dân này đã bị san phẳng. Không còn gì nguyên vẹn tại đây lúc này. Theo thống kê của chính phủ Philippines, bão Haiyan đã ảnh hưởng tới 13 triệu người dân khắp 44 tỉnh với gần 600 thành phố của nước này, trong đó có 3 triệu người đã mất nhà cửa và không còn chỗ ở hoặc phải ở tạm trong các khu di tản tập trung khắp mọi nơi trong đất nước. Số người thiệt mạng đã lên tới gần 6.000 và 1.900 người mất tích. 360.000 phụ nữ mang thai và cho con bú của Philippines đang cần những dịch vụ chuyên biệt để sinh nở và chăm sóc trẻ sơ sinh sau bão Haiyan. Siêu bão này đã làm gần 500.000 ngôi nhà bị hư hại hoặc sụp đổ hoàn toàn. Thiệt hại kinh tế của quốc đảo này ước tính lên tới 14,5 tỷ đô la Mỹ, tức là khoảng hơn 300.000 tỷ đồng Việt Nam. Một con số khổng lồ. Giờ 25 phút, thời khắc không thể nào quên đối với mỗi người dân Tacloban. Sáng ngày 8 tháng 11, đúng thời khắc này, những cơn sóng thần cao tới gần chục mét kèm theo những cơn gió giật với tốc độ 380 km một giờ tràn vào thành phố Tacloban. Những cơn sóng này đã cuốn trôi người con gái út 13 tuổi của ông Ronaldo. Căn phòng của cô bé giờ chỉ còn bùn đất và chiếc đồng hồ ghi khắc thời điểm khủng khiếp này. Lúc đấy, nước dâng lên nhanh quá nên vợ và ba người con của tôi bị kẹt lại trong nhà và phải chui ra từ cái cửa sổ này để bơi đến cầu thang lên trên cao. Nhưng do sóng quá lớn, con gái tôi đã tuột khỏi tay mẹ và các anh. Nó đã bị nước cuốn trôi đi ngay tại đây. Tôi hy vọng nó còn sống nên tôi sẽ tiếp tục đi tìm. Khu nhà của ông Ronaldo cách bờ biển gần 2 km. Tuy nhiên, cường độ khủng khiếp của bão Haiyan đã khiến ngôi nhà của ông và những người hàng xóm chung số phận với hàng vạn ngôi nhà khác ở Tacloban. Ngôi nhà xinh xắn giờ chỉ còn lại tầng 1 ngập trong bùn đất. Xóm của ông có 40 nhà thì 14 người đã bị sóng cuốn trôi. Gần một tuần nay, ông Ronaldo vẫn ngày ngày đi kiếm thông tin về người con gái 13 tuổi của mình. Do làm nghề tàu biển, 7 ngày sau bão, ông mới về đến nhà và ông không còn được gặp mặt người con gái yêu quý của mình nữa. Lúc đó tôi không có ở nhà, tôi làm trên tàu biển, vợ và các con tôi ở nhà. Khi bão vào, nước lên rất nhanh và chảy rất mạnh, con gái tôi đã bị sóng cuốn đi. Tôi hy vọng con gái tôi sẽ trở lại, tôi hy vọng là nó còn sống. Không chỉ là khung cảnh hoang tàn đổ nát, bão Haiyan đã để lại những nỗi đau không thể bù đắp cho hàng nghìn gia đình người dân Tacloban. Không dám đến các điểm thu gom xác chết và vẫn nuôi hy vọng mong manh về một sự diệu kỳ sẽ đến với gia đình mình. Hằng ngày ông Ronaldo vẫn đi khắp các ngả để tìm kiếm con gái. Ngay xóm của ông mới vài ngày trước đã có người trở về, vì thế ông vẫn nuôi hy vọng. Hôm nay, sau nhiều ngày tự tìm kiếm, ông đến để nhờ chính quyền trợ giúp. Ronaldo là người thứ 13 từ sáng đến giờ. Tổng số người chết được thông báo tại riêng thành phố Tacloban lúc này là 992 người. Chỉ riêng ngày hôm nay đã có 13 người đến thông báo về người thân bị chết hoặc mất tích.
Những câu chuyện thương tâm như của ông Ronaldo là câu chuyện phổ biến ở Tacloban lúc này. 12 ngày đã trôi qua, những hy vọng về sự sống sót đang cạn dần. Nhưng người ta vẫn cố níu kéo niềm tin nhằm tránh phải đối mặt với thực tế đau thương. Thực tế đau thương này, người dân Tacloban vẫn chứng kiến hàng ngày. Những xác chết nằm rải rác khắp nơi đang được thu gom lại. Họ, những người không quen biết, sẽ phải nằm chung nhau vĩnh viễn dưới hố chôn tập thể. Từ 3 ngày này, những người lính cứu hỏa và tình nguyện viên được tổ chức thành các nhóm đi thu gom xác chết tại các khu vực đổ nát của thành phố Tacloban. Mỗi ngày, đội thu gom này vận chuyển hơn 100 xác chết từ khắp nơi trong thành phố về khu trung tâm để người thân đến nhận dạng. Số còn lại sẽ được đưa đến hố chôn tập thể cách thành phố 10 km. Hằng ngày, chúng tôi sẽ đi thu gom các xác chết tại các khu đổ nát sau bão. Chúng tôi kết hợp với người dân để họ hỗ trợ tìm kiếm và thông báo. Chúng tôi cũng phân phát cho họ các túi đựng xác chết. Khi họ tìm thấy các xác, sẽ cho vào các túi và thông báo chúng tôi đến thu gom. Các xác chết được đưa về điểm tập trung để người dân đến nhận người thân. Tuy nhiên, đa số họ không có mối quan hệ hoặc không nhận diện được, nên chúng tôi cũng không biết báo tin cho ai, cũng không có ai đến nhận. Hôm nay, đội thu gom sẽ làm việc tại khu dân cư của những người ngư dân nghèo Tacloban. Sau khi bão Haiyan đổ bộ, toàn bộ khu dân cư này đã bị xóa sổ. Giờ đây, những căn lều tạm bợ này đang là chỗ nương náu của cả gia đình họ. Thiếu nước sạch, thiếu thuốc men và lương thực, nguy cơ dịch bệnh sẽ bùng phát trong những ngày tới là khó tránh khỏi khi họ phải sống bên cạnh những xác chết như thế này. Có rất nhiều xác chết ở đây và ở ngoài biển nữa. Họ bị trôi giạt, xung quanh là xác chết. Tôi rất lo lắng và cảm thấy vô cùng tồi tệ. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình không nằm trong số đó, hạnh phúc vì mình còn sống, nhưng tôi rất sợ bệnh tật sẽ đến với mình. Bad smell. Khu dân cư này có hơn 300 hộ dân. 100% trong số đó đều là ngư dân. Với gần 1.000 nhân khẩu, tất cả các hộ ở đây đều thuộc diện nghèo. Giờ đây họ đã trắng tay và đang phải sống cùng với 60 xác chết trong suốt 10 ngày qua. Việc chậm trễ thu dọn môi trường của chính quyền Tacloban đã khiến những nguy cơ đối với người dân nơi đây càng gia tăng. Chính phủ quá chậm trễ, 4 ngày sau khi bão tan mới có người đến đây. Chúng tôi không hề có thức ăn trong suốt thời gian đó. Đến giờ thì những xác chết vẫn chưa được dọn đi hết, còn nhiều xác nằm sâu trong đống đổ nát nữa. Tôi rất sợ mùi từ những xác chết này. Tôi cũng sợ bệnh tật đến với chúng tôi sau này vì môi trường đang rất ô nhiễm và không được xử lý. Cuộc sống của chúng tôi đang rất khủng khiếp. Tâm lý hoảng loạn sau siêu bão, thế nhưng phải sống nhiều ngày với xác chết xung quanh và mùi tử khí khắp mọi nơi mới là sự khủng khiếp đối với người dân Tacloban.
Đây sẽ là những ký ức không thể phai đối với họ. Thoát chết được cơn bão lịch sử, nhưng thoát khỏi sự sợ hãi là một điều gần như không thể đối với họ lúc này. Tay trắng, giờ đây cuộc sống của họ chỉ trông chờ vào những sự hỗ trợ từ chính phủ, những viện trợ từ quốc tế. Đó sẽ là động lực đầu tiên để họ ổn định tâm lý. Tuy nhiên, không phải lúc nào những việc này đều được thực hiện tốt. Những giọt nước sạch đầu tiên sau siêu bão của người dân khu phố trung tâm thành phố Tacloban. Sau gần 2 tuần, chính phủ Philippines mới có thể vận chuyển nước sạch đến cho họ. 5 mét khối nước là quá ít cho gần 1.000 người. Chúng tôi có tất cả 3 xe như thế này. Mỗi điểm sẽ được từ 5 đến 10 mét khối nước một ngày. Sau đó chúng tôi lại đưa nước sang các điểm khác. Sẽ có gần 10 điểm như thế này trong cả thành phố. Chúng tôi chở nước từ một nhà máy nước của thành phố khác đến đấy. Đối với người dân Philippines, những ngày qua là địa ngục đối với họ. Sự chậm trễ cứu trợ của chính phủ Philippines đã khiến sự tuyệt vọng của họ càng gia tăng. Đây cũng là lần thứ hai ông Strado nhận được hàng cứu trợ từ chính phủ Philippines. Cả gia đình ông được nhận 3 kg gạo, nửa lít nước lọc và một chút bánh kẹo, quá ít cho 10 miệng ăn. Không, chúng tôi không đủ thức ăn. Thỉnh thoảng có nhận được chút thức ăn từ chính phủ, nhưng không thể đủ. Tôi đói. Không thể đủ, chỉ với 3 kg gạo cho một gia đình thì không đủ. Có nhà 10 người thì lượng đó là quá ít. Quá ít, nhiều người cần hơn thế nữa. Tại Philippines, cách phân bổ thực phẩm cứu trợ đang được tính theo hộ gia đình thay vì theo số nhân khẩu như tại Việt Nam. 3 kg gạo, nếu rẻ sẻn thì sẽ đủ cho một gia đình 4 người trong 2 ngày. Nhưng với đại gia đình 10 người của ông Chado, số gạo này chỉ đủ cho một bữa. Cả nhà chỉ ăn bữa sáng, còn lại là nhịn đói. Vâng, chúng tôi phân phát theo từng nhà. Nhà có 8 đứa trẻ cũng như nhà 2 đứa trẻ đều được một túi như thế này. Một túi một nhà, nhà nào đông người thì không thể đủ ăn được. Chúng tôi không có nhiều hàng cứu trợ để phân phát đồng đều cho hết tất cả mọi người lúc này được. Thiếu lương thực, thiếu nước sạch, thiếu sự công bằng trong cách phân bổ hàng cứu trợ. Người dân Tacloban đành phải khắc phục bằng cách nhịn 2 bữa còn lại trong ngày. Số còn lại, họ chỉ biết trông chờ vào sự hảo tâm của một số mạnh thường quân. Dù rằng cách làm từ thiện của các mạnh thường quân này cũng chưa tôn trọng người dân cho lắm. Ít nhất
phải vài năm nữa thì những hình ảnh hoang tàn này tại thành phố Tacloban mới có thể xóa bớt phần nào, và ký ức kinh hoàng về nó thì sẽ còn đọng lại trong những người dân Tacloban rất lâu nữa. Ổn định lại cuộc sống là điều quan trọng nhất với người dân Tacloban lúc này. Bằng những nỗ lực phi thường, người dân Tacloban đang vượt lên tất cả để hướng về tương lai, cho dù tương lai sẽ rất khó khăn đối với họ. Do công việc tại tòa thị chính thành phố Tacloban đang bị gián đoạn, ông Danilo buộc phải chuyển sang nghề mới để mưu sinh trước mắt. Mỗi chuyến đưa đón các đoàn cứu trợ hoặc truyền thông quốc tế từ sân bay thế này, ông và người con trai sẽ kiếm được 1.000 peso. Với số tiền này, gia đình ông có thể đủ ăn trong từ 3 đến 4 ngày. Ở đây là còn khá may mắn so với nhiều nơi khác, vì những đội cứu trợ đã đến đây. Có rất nhiều người từ những vùng, từ những thị trấn khác đã tới đây. Tôi cũng không biết là họ đã nhận được sự trợ giúp từ phía chính phủ hay chưa. Vẫn còn nhiều người chưa có đồ ăn và chỗ ở. Tôi mong là các đội cứu trợ sẽ tới được những vùng bị cô lập sớm. Và đến giờ thì vẫn chưa có nhiều sự hỗ trợ từ phía chính phủ. Tôi tin rằng trong vài ngày tới thì mọi chuyện sẽ khá hơn nhiều. Trên một khu phố nhỏ tại trung tâm thành phố Tacloban, sự nhộn nhịp đã bắt đầu trở lại với người dân nơi đây. Cho dù chỉ sống trong các căn lều tạm bợ, nhưng tinh thần của họ đã khá hơn rất nhiều. Tôi đang rất đói, bụng tôi trống rỗng. Chúng tôi cần thức ăn, cần sự hỗ trợ từ tất cả các nước để có thể tiếp tục sống, để xây dựng lại. Mọi thứ đã mất hết, nhưng chúng tôi có thể xây dựng lại. Giờ cần phải sống trước đã. Tiếng nhạc, những nụ cười đã trở lại, xua tan đi những hình ảnh hoang tàn xung quanh họ lúc này. Tại Tacloban lúc này, nơi vui vẻ nhất chính là khoa sản của bệnh viện Tacloban. Mọi việc có thể ngừng trệ, nhưng chuyện sinh nở thì không thể. Niềm hạnh phúc nhất của chị Karen Emlin lúc này là được ôm ấp bé gái mới 2 ngày tuổi của mình. May mắn hơn nhiều bà mẹ khác, chị Karen đã được các bác sĩ tại khoa sản bệnh viện Tacloban chăm sóc tận tình khi sinh. We lost everything. Sau bão, toàn bộ tài sản của gia đình tôi đã mất hết. Giờ tôi không có lương thực, không có quần áo để chăm sóc cho bé. Tôi cảm thấy may mắn vì được chăm sóc ở đây, nhưng khi ra khỏi đây, tôi không biết mình sẽ thế nào. Tại đây, gần 100 trẻ em đang được chăm sóc với những điều kiện tốt nhất có thể. Vì là khoa sản duy nhất tại thành phố Tacloban, bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Mọi nơi đều được tận dụng làm giường bệnh. Để giảm tải cho bệnh viện, mỗi bé mới sinh sẽ chỉ được ở tối đa ở đây 2 ngày. Sau đó sẽ phải trở về nhà hoặc chuyển đến các khu trại tập trung để tiếp tục được hỗ trợ. Phần lớn đồ đạc của mọi người đều đã bị nước lũ cuốn trôi. Một số bà mẹ và gia đình sẽ chọn cách ở lại các trại tạm trú để được hỗ trợ. Còn về phần sữa cho các em bé, không cần phải lo nhiều, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bà mẹ cho con bú. Vì chỉ cần sữa mẹ là đủ cho đứa trẻ, không cần sữa ngoài, cũng không cần vitamin. Bên cạnh đội ngũ y bác sĩ địa phương, nguồn nhân lực chính tại đây lúc này là đội ngũ tình nguyện viên từ các tổ chức cứu trợ quốc tế. Tất cả đều mong muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho thế hệ tương lai của Tacloban. Trong hơn 2 tuần sau bão,
nơi này đã phải tiếp nhận gần 530 ca sinh nở. Chúng tôi có 13 người ở đây, trong đó có 4 chuyên gia chịu trách nhiệm chính và những người còn lại sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc sản phụ. Ngoài ra, chúng tôi sẽ phải phối hợp với các bộ phận khác để được hỗ trợ trang thiết bị và công tác vận chuyển. Sinh ra trong thảm họa, đáng lẽ ra những sinh linh bé bỏng này sẽ được hưởng hạnh phúc hơn nữa. Theo thống kê của chính phủ Philippines, có gần 12.000 đứa trẻ sẽ được sinh ra sau thảm họa Haiyan tại Tacloban. Đây sẽ là niềm hy vọng của Tacloban, thế hệ tương lai này sẽ là đội nhân lực chính tái thiết và phát triển thành phố sau này. Ngay lúc này đây, chúng sẽ phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, nhưng tương lai tươi đẹp vẫn đang chờ chúng ở phía trước.